Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn nhận ba token 03 swap từ trên một cái ví 03 swap chạy trên nền tảng của Neo các bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài khoản muốn start the chatbot này bạn. Thì mình có cái video hướng dẫn các bạn tải app và đăng ký app đó các bạn. Vì mình sợ anh em mà làm gấp lắm các bạn. GNBK. Các bạn gửi chatbot nha các bạn. Hên quá chưa em các bạn ơi. Các bạn nên làm nhanh nha các bạn. Rồi cấp trai sai. Rồi mình sẽ nhận được con này bull. Phải không các bạn? Mình đã nhận được 3 token 03 swap mà. Con này chạy trên nền tảng của Neo các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group follow kênh seller nha các bạn. Join nhà chính chat các bạn lướt cấp trai nha các bạn. Đâu anh pha các bạn chờ mình chút xíu, cái số cấp trai của mình là 5+1=6 các bạn. Nhảy qua khá nhanh là nhanh luôn các bạn. Pha các bạn đúng không bạn? Lưu ý nha các bạn join vào nhóm chat các bạn lướt cấp trai các bạn mới join vào group được nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục thì kênh seller thì các bạn follow kênh seller nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt up lên. Tiếp tục các bạn join vào Reddit, các bạn follow Reddit nè. Rồi trên Reddit thì các bạn bấm vào join community các bạn. Sau khi các bạn join follow Reddit xong thì các bạn tiếp tục các bạn follow kênh seller của nó các bạn. Đây là một nguồn AZOP. Các bạn rồi các bạn follow các bạn, mình follow rồi. Tiếp tục bạn follow tại Twitter, like và retweet inbox nè các bạn. Hầu hết tất cả các nguồn góp đều là đăng dán 003 này nè các bạn. Trên Twitter thì bạn bấm theo dõi các bạn, vì mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi bạn chỉ like nè các bạn trích dẫn với tweet nha các bạn. Các bạn gọi là username nè các bạn, a cộng ai rồi. Ai được rồi. Ai được rồi pin nè các bạn. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lợi xong thì các bạn bắt up lên nữa các bạn mở một các bạn bấm nhận luôn submit detail các bạn. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link tờ Twitter của mình nha các bạn, thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Rồi trên tờ Twitter thì các bạn nhấp vào ba và tên cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn bấm vào ba cho cái tin cùng nè, các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi tiếp tục các bạn sao chép vào bản nhớ tạm nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn gọi là cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn gỡ lại submit username Reddit thì các bạn trở về Reddit nè các bạn. Phan các bạn, mình hướng dẫn các bạn lấy đường link lấy username Reddit của mình nha tất cả các bạn. Phan thì các bạn nhấp vào Reddit nè các bạn. Đường link này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nữa các bạn. Sau khi các bạn nhấp vào ba cho bên cùng thì các bạn nhấp vào một trang cá nhân hồ sơ của mình nè các bạn, cái tên username mình nè các bạn. Rồi tất cả các bạn copy cái username mình chỗ này nè các bạn. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Không biết cộng có u sẹt không biết đâu. Copy hết luôn đi các bạn. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Rồi bạn gọi là chatbot nha các bạn. Tiếp tục nói của kênh John kênh ngủ group Lisa không thì bằng bấm don nha các bạn. Tiếp tục nói của Twitter không bấm Z nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy địa chỉ 03 wallet chạy trên nền tảng của Neo, thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn tạo ví nha các bạn. Thì mua đây với phần link, bạn nào chưa biết cách tạo ví thì xem lại cái video mình có đây phần mô tả nè các bạn. Các bạn việc copy cái địa chỉ này nè các bạn. Copy địa chỉ Ngọc Anh nè các bạn. Copy nha các bạn. Nhớ ký hiệu đầu đuôi AK. Rồi bạn gọi lại cho bot nha các bạn. AK đúng rồi, chính xác, các bạn gọi cho bot nha các bạn.
Rồi tiếp tục cầm bóng cho sát tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, các bạn mình đã nhận được 3 tóc cần 03 nè các bạn. Các bạn giữ việc lấy đinh ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cần nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.